Ngày 7 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần FPT đã thông qua kế hoạch tăng trưởng bền vững với mục tiêu doanh thu tăng 19%, đạt 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng. FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 40%, trong đó 20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu tỷ lệ 5:1. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cho biết, là tập đoàn lớn, FPT hướng đến những nền tảng phục vụ hàng trăm nghìn doanh nghiệp và sắp tới sẽ đưa ra những giải pháp, sản phẩm công nghệ đáp ứng những giá trị cơ bản nhất của con người, phục vụ hàng chục triệu người dân. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT chia sẻ, hai cơ hội lớn hiện tại tới từ đầu tư công và chuyển đổi số. Điển hình tại thành phố Cần Thơ, chỉ một đề án cho đô thị thông minh đã có mức ngân sách 978 tỷ đồng. Tập đoàn đã tiếp cận 40 tỉnh thành, ký kết với 14 tỉnh thành. Nhiều tỉnh giao cho FPT hơn 20% ngân sách về chuyển đổi số. FPT cũng đã đáp ứng được khách hàng lớn và khó như khi Go Live hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cho tổng thầu Cotecons chỉ trong 100 ngày. CEO FPT khẳng định tập đoàn sẽ là đơn vị lớn nhất và tốt nhất ở Việt Nam về chuyển đổi số trong ít nhất 10 năm tới. Năm 2022, Hội đồng Quản trị FPT bổ nhiệm 3 thành viên mới. Ông Hampapua Rangadorpinot, nguyên phó tổng giám đốc Infosys, công ty công nghệ thông tin Ấn Độ xếp thứ tư thế giới, theo Brand Finance. Ông Hiroshi Yokosuka, cựu chủ tịch Hiệp hội Công nghệ thông tin Nhật Bản và bà Trần Thị Hồng Lĩnh, đại diện SCIC. 4 ủy viên Hội đồng Quản trị FPT tái cử gồm ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo và ông Jean Charles Berio. Từ Ấn Độ, ông Hampapua Rangadorpinot chia sẻ, tôi sẽ cố gắng quản trị doanh nghiệp ở mức cao nhất. Đây cũng là cơ hội của bản thân tôi để giúp FPT phát triển. Đại hội ghi nhận 1.841 cổ đông tham dự, tỷ lệ chiếm 67% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Tại đại hội, các cổ đông bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của FPT và công nghệ Việt. Các cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao. Kỳ họp này đánh dấu những thay đổi mang tính chiến lược. Giai đoạn 2022-2024 và tầm nhìn 2030, FPT chú trọng vào lợi nhuận, năng suất và đổi mới. Hướng tới mục tiêu dài hạn là trở thành doanh nghiệp số và đứng trong top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.